Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là cái cây táo tàu giữa tháng 8 rồi. Là bắt đầu nó sắp sửa nó chín, chứ nó chưa chín nha. Nó chưa có chuyển sang màu nâu, màu đen. Nó mới chuyển sang màu vàng vàng thôi. Đó, trái. Cái này há một mớ rồi. Trái kinh khủng luôn, cái này đúng nó là chịu cành nha. Đó, đẹp chưa, nó ngay tầm với đó. Đó, trái quá trời nhiều, lùng lặng đã quá, khủng trái luôn, nó sệ đẹp chưa. Cái loại này là ly nha, nếu nó đủ nước á thì nó cũng chắc ngon lắm, mà nó mà thiếu nước là nó bị sốt, chỗ rụng quá trời, sắp nó ăn này, sắp nó ăn đó, đó. Hello Quân, này thằng cháu. Chù cái cành này bé xíu à, đọc cái trái này to, cứ ngắt cái ăn này là sốt ngọt. cái cây này nó mọc từ rễ nè, trái nó khác này, trái nó tròn nhỏ bé xíu à, để coi cái ăn có ngon không. Cái này là cái ra cái gốc rễ của nó này. Trái nhỏ xíu bé tí, nó khác giống ra từ cái rễ, đâm từ cái rễ đâm lên. Chùa, trái quá trời luôn. Rồi, xài chưa? Nó tiếp trên cao kìa. Đó. Trên cao. Nặng nó sẽ xuống luôn. Cái này mình có cá nó mình chôn á. Ngon lắm. Năm nay mùa đông nó lạnh quá. Cho nên nó ra muộn. Mãi tháng 4 bắt đầu nó mới nhú chỗ. Rồi là tháng 3 nó nhú rồi. Rồi bye bye nha. Xin chào mọi người.